Thế giới bên ngoài phản ánh nội tâm bên trong. Có hai người ở trong tù, vào ban đêm cùng nhìn ra bầu trời qua một ô cửa sổ nhỏ. Một người thì thấy bầu trời đầy sao, một người chỉ thấy những song sắt. Thế giới bên ngoài phản ánh nội tâm bên trong. Con ong nhìn đâu thì cũng thấy mật, con ruồi nhìn đâu thì cũng thấy. Thế giới bên ngoài phản ánh nội tâm bên trong. Những ngày gần đây, Tâm có đi gặp, chia sẻ kinh doanh Amway đến một số anh chị quản lý cấp cao. Chia sẻ kinh doanh Amway ở đây ý là nói những cái giá trị cao đẹp của kinh doanh này để họ hiểu và đồng ý làm cùng. Tâm đã gặp phó chủ tịch của ví điện tử Momo, giám đốc sáng tạo kinh doanh của Masan, cựu giám đốc công nghệ của The Coffee House và nhiều nhân vật khác. Tất cả những người ấy đều mở màn bằng câu nói: anh thấy mô hình kinh doanh của Amway rất hay, tụi anh cũng có ngó nghiêng để mà học hỏi mô hình kinh doanh này. Trong khi đó, khi tôi tiếp cận chị lao công dọn vệ sinh ở chung cư nơi tôi đang sống, rồi đến các bạn tài xế lái xe công nghệ khi mà tôi vô tình đặt trúng họ, thì hết thảy những người này đều e dè về việc Amway là công ty đa cấp, là lừa đảo. Bạn hiểu vấn đề mà tôi đang muốn nói đến không? Thế giới bên ngoài phản ánh nội tâm bên trong. Tâm ta như thế nào thì ta nhìn thấy vạn vật xung quanh như thế ấy. Nó cũng như câu chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi của dân gian Việt Nam vậy. Sờ trúng cái chân thì nghĩ nó là cột đình, sờ trúng cái vòi thì nghĩ nó như con đĩa, sờ trúng một cái gì rồi đứng yên lại không khám phá nữa thì chỉ biết đến thế thôi. Trong series phim Bố Già nổi tiếng của Trấn Thành, có một phân cảnh cô con gái bị Trấn Thành bắt gặp ở quán bar. Trấn Thành cho cô gái ăn một bạt tai vì cô nói là đi học thêm nhưng lại đến quán bar. Nhưng kỳ thực là cô gái đang đi làm thêm, đi bán hàng. Chẳng qua là cô đi nhờ nhà vệ sinh ở trong quán bar thôi, chứ không phải là ăn mặc hở hang nhảy sexy ở trong quán bar như là Trấn Thành đang nghĩ. Và do nhà nghèo cho nên cô muốn đi làm thêm để mà kiếm thêm tiền phụ giúp cho gia đình. Hay như trong phim Đặc vụ Bóng Đêm, nam diễn viên chính Jack Ryan gặp phiền toái với cô người yêu khi mà cô phát hiện ở trong túi áo khoác của anh ta có hai cái vé xem phim, trong khi trước đó cô và anh không hề đi xem phim với nhau. Cũng như các cái phim điệp viên khác mà chúng ta từng xem, tổ chức sẽ luôn hẹn gặp ở những nơi mà ít ai ngờ tới để mà truyền tin với điệp viên. Và sự thật ở đây, anh ta là một điệp viên được cấp trên chỉ định cái địa điểm gặp chính là ở trong rạp phim. Và để cho tình tiết trở nên hợp lý theo cái cách đời thường, anh ta phải mua hai vé, vì có phải thông thường hiếm khi chúng ta đi xem phim một mình. Trong series phim Trinh thám Lupin, ở phần cuối, nam diễn viên chính Arshan đã phải lừa người bạn thân nhất của mình khiến anh ta phải vào tù. Nhưng kỳ thực là do Arshan bị bắt ép phải làm như thế để cứu lấy tính mạng của mẹ mình. Và tất nhiên, bạn anh ta hiểu rằng Arshan có lý do chính đáng mới làm như vậy. Và kết cục thì nhân vật Benjamin cũng được ra tù dưới sự tính toán kỹ lưỡng trước sau của Arshan. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tình tiết tương tự như vậy. Những gì chúng ta thấy tận mắt chưa chắc đúng, chứ đừng nói gì đến những thứ chỉ nghe phong phanh. Ai cũng lớn cả rồi, đầu đầy sạn cả, và luôn cho rằng mình khôn hơn thiên hạ. Vậy thì hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra một cái phát biểu hay là một cái nhận định gì đó. Bởi vì nhà văn Mark Twain, người có nhiều câu nói nổi tiếng là sóc óc, trong đó có một cái câu nói mà Tâm rất là thích như thế này: thà im lặng để người ta tưởng bạn ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Và sau cùng, Tâm kết bài podcast này bằng một đoạn phát biểu của một nhà phân phối Diamond của Amway Việt Nam mà Tâm rất là tâm đắc. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thì lúc này thầy Vượng, người bảo trợ Tà Hùng, đang là giáo viên ở khoa ngoại ngữ cùng trường của Tà Hùng và là biên tập viên của đài truyền hình VTV9 chuyên mục Thời sự quốc tế buổi tối. Và đó là lý do Tà Hùng dừng chân lại để nghe anh ấy chia sẻ về Amway. Và Tà Hùng bị thu hút bởi sản phẩm, nhưng mà khi nghe nói về mô hình kinh doanh thì Tà Hùng đã phản đối cái mô hình kinh doanh này. Và Tà Hùng đã nói với anh Vượng rằng là coi chừng anh bị lừa và anh em bị lừa đảo đó. Thì anh Vượng mới nói một câu như thế này: lừa ở đâu, lừa bao nhiêu, lừa như thế nào? Mình là trí thức, mình nói một câu gì phải có luận cứ luận điểm rõ ràng. Còn mình nói ra mà mình không có luận cứ luận điểm, đâu khác gì mình thức khuya mà mất trí đâu, chứ không phải là trí thức đâu. Cho nên á, là khi chúng ta làm bất cứ một cái sự việc gì trên cuộc đời này, luôn luôn có người đồng ý và luôn luôn có người từ chối. Họ sẽ luôn luôn bàn ra khi họ không hiểu về cái ngành nghề này. Cho nên á, là họ có thể coi thường cái sự nghiệp của các anh chị, họ có thể nói về điều này điều kia và
mỗi một cái ngành nghề nó đều có giá trị. Và sau nhiều năm qua đi, Tà Hùng rút ra một cái bài học, đó chính là gì? Không có cái ngành nghề nào cao quý hơn ngành nghề nào, mà chỉ có những con người cao quý trong mỗi ngành nghề mà thôi. Và trong quá trình làm Amway, tôi nhận được rất nhiều từ chối và có những cái câu đả kích, và thậm chí họ sỉ nhục cái công việc kinh doanh của mình luôn. Và có một lần tôi chia sẻ cho người bạn, tôi hỏi rằng là anh có biết Amway không? Bạn của tôi nói rằng là lừa đảo. Tôi hỏi tại sao lừa đảo? Anh ta nói là nhìn là biết lừa đảo. Tôi hỏi là tại sao là nhìn là biết lừa đảo? Anh ta nói chắc chắn lừa đảo. Tôi nói với anh ta, tôi nhìn chằm chằm vào hai con mắt của anh ta và tôi nói rằng là anh là kẻ khốn nạn. Anh ta nói với tôi tại sao nói tôi khốn nạn? Tôi nói với anh ta nhìn là biết khốn nạn. Và anh ta bắt đầu sùng máu lên và nói với tôi rằng là gì? Tôi lâu mà ngày gặp ai, tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy? Dựa vào đâu để nói tôi là nhìn là biết khốn nạn? Tôi nói rằng chắc chắn là khốn nạn. Và tôi nói với anh ta rằng là anh thử nói với tôi nghe xem nào, Amway có nghĩa là gì? Anh ta nói là đó là công ty hóa mỹ phẩm Amway. Tôi nói không phải. Anh ta nói là công ty nước rửa chén Amway. Tôi nói là đó chỉ là một sản phẩm của Amway thôi. Và anh ta ngồi im. Và tôi nói với anh ta rằng một con người nếu tên một công ty còn nói không rõ ràng thì không có tư cách để nói công ty đó tốt hay là không tốt, đúng không ạ? Cho nên thưa các anh chị, khi nếu có một ai đó sỉ nhục cái sự nghiệp Amway của bạn, làm ơn đừng có giận dữ mà hãy bình tĩnh nói với họ rằng nếu bạn không bị mù thì làm ơn đừng dùng cái tai để nhìn những gì cái sự nghiệp của tôi đang làm.